Rồi, xin mến chào anh chị cũng như bà con chăn nuôi đến với kênh của mình là Nông Dân TV. Thì chạy bò La Hai thì mới vừa lô bò mới cho nên là mình cập nhật chia sẻ để bà con tham khảo nha. Lô bò này rất là đẹp. Thì lô bò này trong lô bò này là giá 23 cũng có nhưng mà 26, 27 thì rất là nhiều. Có con 100g bò lỡ đó. Thì lớn nhỏ có hết nha, bà con đến chạy tham khảo. Thì đấy, thì chạy bò La Hai này, anh em nào không biết thì đến ngay thị trấn La Hai. Chạy bò nằm ngay dưới chân cầu sắt của thị trấn La Hai, tỉnh Phú Yên đó. Đấy thì mình thường chia sẻ lên kênh của mình là Nông Dân TV đó. Đó. Quay một vòng rồi báo giá bà con tham khảo nha. Tại nó đông quá. Rất là nhiều, mười mấy con luôn á. Rồi cái vàng vào đây, sống sống bò. Đó, dài đòn, mông đùi đồ đẹp nha. Lưng. Hầm bông rưỡi. Thấy con quay cùng 24,5 7 tháng nha. Bò này 7 tháng. Đó, 24,5. Thì bà con nào ở xe thì chạy có gọi qua số điện thoại đó, chạy có Zalo nha. Đó, quay chi tiết. Đó, 24,5 con quay cùng. Con mét này mười mấy nha. Mét mười mấy. Tiếp theo. 24 xét bên. Chân cẳng đồ vằm nha. 24. Tiếp bên con bông hủ tiêu 25. Đấy. Đó, bông hủ tiêu này rất đẹp, cao vàng, chân cán đồ quăm, dài đòn nha, nơ nẻ chân ngang nha. Đó. Đó, con bông 26. Đấy. 6 triệu. Con này 7 tới 8 tháng nha. Đó, con này nè. 7 tháng mấy 8 tháng. Đẹp bò. Mông đẻ. Rồi tiếp bên, tiếp theo. Đấy, 23 triệu. Anh em nào muốn thấp tiền thì tham khảo hai con xét bên đây. Con này 23,5. 23, con 23,5. 23,5 con này. Con này thì nhít bò. Chân đồ to hơn. Dài đồ hơn nha. Đó, 23,5. Còn con đây 23, anh em nào muốn đầu tư thấp thì tham khảo kẹp đây. Sáu này. Đấy, 26,5 nha. Xét bên con 23,5 là 26,5. Đầu trong hai con trong đây là bò lỡ nha. Đấy, 26,5 này. Kẹp đi con nào con 26,5 nha. Con này bò lỡ. Đó, trùng to lắm nha. Con này xương cốt vàng mã bự. Đó, con này 30. Trong cái lô này con này lớn nhất nha. Này em xem lưng này. Da bò nha. Đấy, lỡ bò. 30. Đây, vậy còn 30 nè. Con này nó tầm 10 tháng bò nha. Đấy, 10 tháng. Xô nó dữ lắm nha. Nó gọc ghẹt. Gọc ghẹt bò. Đấy. Thì bao giá ra bà con tham khảo ở đấy, kẹp đây 26,5 đây, nên xem này. Hai con kia thì nó thấp hơn chút mà bộ xô nó to hơn. Con nào bộ xô bự. Quay sâu ra nữa nè. Con này quay lãnh trường á. Rồi. Đó, quay lại con quay bông nè. Con nào muốn con nào. Quay
Rồi mình quay dàn đào một tí nha. Thì báo giá qua rồi đấy. Thì cái bò này nó rơi vào tầm 7 tháng, 6 tháng nha. Nhưng mà rơi vào 7 8 tháng là nhiều chút nha. Thì báo giá qua bà con tham khảo đấy. Chạy bò là 2 nha. Con mình này chưa xí 2 chạy bò chính, chạy bò là 2 với chạy bò vùng biển Vĩnh Long nha. Thì bà con tham khảo chạy nào thì tham khảo. Chạy bò là 2 thì thì chóng là 2 Phú Yên nha. Đấy, quay dàn cổ này. Để quay cái dàn con bò lỡ đây tí cho anh em. Bò này con 10 tháng nha. Cổ đơ. Mày. Quay dàn ức này. Ức núi ức dàn rộng nha. Ức này. Đó. Rồi thì clip này mình chia sẻ chạy bò là 2. Hôm nay ngày 19 tháng 1 nha. Đó, cập nhật lên đó. Anh em nào quan tâm thì đăng ký kênh của mình là Nông Dân TV để bà mới. Rồi chào bà con và hẹn gặp lại bà con clip tiếp theo nha.